Nam sao làm bol mở gấp bio, tên trả làm bol mở gấp bio xin như nào đất từ câu hò bởi Anis Nor rồi Việt Nam. Ở làm bol mở gấp bio, con hò văn chấn trả lời yên bái là dù tầm alap bon, ghé khả bri bà nâm đơn, tầm hớ, ghé ổ bri bộ tô, mơ bri tầm, tầm alap sân nằm ra lầu, ghé xin gàr mơ bắp gàr nhằm, đó là dù bà ta bó nhằm ngăn. Ở mình ghép bị hớ, châu làm bol âm rịp bri tầm con hòa văn chấn, găm bất tân gú rải kít, bơ bró tâm chi, rong thành, rong ca ti, đơn cơ tuổi ghé tay prá hiệu bồn á in. Tân trả làm bol mở gấp bì dô, tú xin, prá lớt xa, châu làm bol tầm tòa ti. Alao hiu âm nem, alap lang sre, mir che ta lir gus, alap ta nau ka, hiu rong con jun, bể rong ba ba, pan ma wang play chi gần dưới play, anh đi pri bần nâm ta lir gus, ai ta bon in. Bon hôm răm, gam tam pa gul, tân gu gặp ngay. Hớ là bà ta gó bol hi di, tu tu mơ sa bon ris, con hoal bần nâm văn chấn cha ra in bái. Ở chỗ lấy pin, xã, chú rô, ngài, các căn, tờ bà ta tôn cờ, tù rèm bè giúp rằm với chính phủ. Mơ mình tân cười tù tú tân ngày bất tân cú rải kít, rụt bòn nét gầy, mơ tú tò, thưởng bằng là, nét là xã, ti khả bòn âm nèm bà. Bi Hà Thị Nhung, trao tay, âm bòn non tài, là tù tầm á lá cớ chắc tầm bóa lỡ hoàng ta nâu và bàl mơ bóa tợp xin gạt bề. Hoàng crách tò nê ghép lại bè xa nằm. Tầm chi rớp lại bà con chèng quân rớp ra. Bà đĩ sớ hiu bi găm tâm chi trẻ, rong còn chùn, rong còn ba ba. Như chị Nhung tâm sự, ba ba gai là tụ con ghé ròn rớ tầm con hỏi bên nâm văn chấn, ken bróa ròn gà cơ cung lỡ, ba ba gần thường mơ màng bré. Thà bré bớ bróa lỡ hoàng hoàr ròn gà, hiu bi ghé bớ bà riêng tút bè riêng triệu đồng. Việc phát triển kinh tế rất là rải kít bớt tân khúc ràn anh có là lỡ bớt tầm to lỡ tân đắp bò lì nên lỡ hoàng tân âu hòa rong ca rong ba ba kế châu làng bò cầm rong tay còn rô pu còn rộ cập ngày cho sẽ lấy cái rớp ra rải kít cái tầm bờ gờ rớ mở lát sẽ nằm lại. Ở mình ghế chuồng hà tầm bóa lỡ hoàng ta nâu hòa bị nhung găm lại trong ách bộ bòn lỡ cỡ xung lâm bộ tầm bóa tập xin gạt bì tầm bòn. Bì bì nấy à, rớt xung lâm lại, bớ bóa xin gạt bì tầm to ở ta ghế xin nhằm, ghen bà ta đã ngó đạp loa, găm lỡ ở nơi đường tốt rải kít làng bòn. Rớ năm lớp róa gia dạ xin gà ri tút cập bòn bản nơi ghé làng bòn chứa nụ lưới chất ghé trùng hà nèm. Ở mình tân gú rải kít làng bòn sư bình tầm bì và ta nèm trên quân cho bòn làn hùm kít sàng nèm bắt lau mơ lại. Bà ta tờ lú ủ ngó đà ở găm sợi hoàng ghé tơ đà. Năm gần đây thì riêng đối với gia đình thì Alas năm rịp to anh già Alas châu tầm hiu Pagit xin gà bri ai cũng phải có ý thức bảo vệ rừng bảo vệ môi trường nhà nước cũng lơ gà nê ghép bà ta xin gà già già đồng bà ta lỡ đừng cho bọn in lỡ nèm rõ ở găm bà ta châu lòng bòl mút tầm bri đừng cơl cây nhau chi bri tu tò anikis tam tò cơ cung nem sàng tro nem rệt lau mỡ lát bòn tay hàng tháng là cứ phải cử nhau đi tuần tra cấp hai poli tam bài châu từng lọt xin cấp sáu người
cái bao nái trâu tầm đồ tùng tì ghế cho nào lây là bởi thi tờ gồm tầm bòn tầm ya tầng cho lòng bòn in kít in nguồn dân nũ sạch lâu tầm bóa sinh gạt rì tú tò là nèm mặt lâu chứ bởi thi nế xin gạt rì nèm ở lời bà ta cơ phà anh hiếp rì nèm là nghịt. Căn hoàng Văn Chấn, Trà Yên Bái là bòn ghế rứa ủ bì. Cập chứa khả ủ bì tạm căn hoàng là bè chết bè rô bồ lộ. Tạm hớ ghế bì tạm mơ bì giàu. Tạm hớ bì bộ tô là bà chết rô bồ lộ gặp ghế xin gạt ní nìn. Tạm án xa nằm ra lâu, Ủy ban nhân căn hoàng, hạt kiểm lâm căn hoàng Văn Chấn, nế kế rớ bà ta bóa từng đông lòng bòl âm rịp bì, cơ tuổi lơ nèm bóa tầm chi chè, ròn ca, mơ ròn phần. Bàn mơ hớ là lơ bòl bóa xìn gàr, bì canh hấp, rớ hiệu trầu, nế kế rớ bóa mơ xìn, bòn âm nèm gló, rớ xã thi khả bòn âm nèm bà. Nhiều xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Cái vùng này là có thể nuôi ba ba này, có thể nuôi cá này, rồi hưu sao, loài hưu sao cũng được. Tâm đo cho cô tuổi rồng ba ba, rồng ca, rồng dùn sơ mạnh. Cho lòng bò rồng còn dùn, ai bé bớ bà ta đồng cờ xin gà bì. Rồi chẳng ghi xin gà bì là bà cơ cân hấp. Kế chung hà là bà đi bê dân you know, tầm, tớ tù là tân sợ bì, đớ bà là ghế bà lỡ. Hay bắp gà bà ta rinh là ngay. Át bộ xin gà bì cân hấp, bà mờ lỡ nèm bà và tân nào rộng. Găm cơ chiền đủ sát nát lọt nèm, đồng rớ hiểu châu tập con hòa Văn Chấn Trà Yên Bái, tân rớ khả bà chiền ghế. Qua mạng ra lầu là làm bò nấy kít bà ta nèm, mơ bà ta mạng bì tờ ra tạm rải kít. Chắc hớ, lỡ nèm ra lầu, bà xin gà bì bộ tổ ra lầu. Được tốt hơn.